Rau ở vườn nhà mình thì bây giờ hết rồi các bạn. Ra chợ mua cho mấy đứa nhỏ ăn nè. Mùa lạnh thì rau nó cũng mắc hơn bình thường chút xíu. Đó, nếu mà mình mua cái hộp nhỏ nhỏ giống vậy mà rau người ta trồng bình thường đó các bạn, không trồng không tự nhiên á, thì rẻ hơn ha. Khoảng 5 đô mấy một hộp thôi. Còn cái này thì gần 8 đô một hộp. Đó, ngâm chậm ha, cho nó ra cát đất rồi đó. Rồi sau đó mình vớt ra. Các bạn ơi, dâu tây mình đã rửa xong rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm sô-cô-la này nóng lên. Rồi mình sẽ nhúng vô dâu tây nha các bạn. Đây, sô-cô-la này, sô-cô-la màu đen. Thì mình đổ ra đây. Đó, đổ nhiều nhiều tí để cho mấy đứa nhúng nha. Mấy đứa nhỏ nhà mình hôm nay thích trang trí sô-cô-la. Đó, ok, chừng đó chắc đủ rồi đó. Rồi, còn ở đây là sô-cô-la màu trắng. Sô-cô-la màu trắng thì mình cũng đổ ra đây luôn. Wow, trắng, trắng tinh luôn ha. Hôm nay mình bị cảm các bạn, giọng khang luôn. Ra vườn hái dâu, hái việc quất lạnh quá, bây giờ bệnh luôn rồi. Đó, như vậy là đủ rồi đó. Rồi, sô-cô-la này là mình hay dùng để làm bánh cookie đó các bạn. Đó, các bạn thấy cái màu nó đậm lên không? Mình mới xịt thêm một ít sô-cô-la nước này vô nè, để cho nó loãng hơn ha, cái màu nó đẹp hơn, nó thơm hơn nữa. Đó, như vậy là nhúng sô-cô-la rất là ngon ha. Bắt đầu tan chảy rồi nè các bạn thấy chưa? Nhanh ha. Đó, đã xong rồi đó các bạn ơi. Sô-cô-la rất là mềm mại, ngon lắm. Tan ra hết rồi ha, bây giờ đem ra bàn. Xin chào các bạn, hôm nay gia đình của mình sẽ ngồi nhúng dâu tây với sô-cô-la nha các bạn. Đây, sô-cô-la trắng, sô-cô-la đen đây, không biết mình làm có thành không nữa. Bây giờ sô-cô-la trắng chưa gì đã đông lại rồi đây nè. Băng Vy xin chào cô chú và các bạn đi. Xin chào cô chú và các bạn. Đó, rồi giỏi. Rồi bây giờ ngồi lấy cái cây đó qua đây cho mẹ. Để cho chế. Cái bạn muốn không? Cái bạn xin chào đi. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Giỏi quá. Và các bạn nhỏ. Và các bạn của Kevin đó. Nè, cho Kevin nè. Từ từ để mẹ gắn vô trong này đã. Rồi cho con cầm đó. Yeah, cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Rồi con nhúng đi. Đưa cho mẹ. Đưa cái bịch đó cho mẹ. Đó, thì hôm nay sẽ có ngâm gì ngon. Làm miếng. Đó các bạn, hôm nay thì sẽ có dâu tây rồi với sô-cô-la nhúng chừa một chút xíu. Để cái này lại cho nó đẹp nè, đừng có gỡ này ra. Con nhúng vậy nè, đó, nhúng về xong con đưa lên. Con cho nó chảy bớt đi. Chảy bớt đi rồi, nhìn nè, rồi con đưa lên vậy. Đó, thấy chưa? Cho nó chảy bớt đi, ngồi xuống, con ngồi xuống. Sẽ lấy bỏ đây cái bình à. Chưa, con bỏ mấy cái đồ con trang trí lên đây nè. Vy tôi lấy cái chén. Lấy cái chén để mình đổ cái này ra trang trí. Lấy hai cái dĩa nhỏ. Nó làm không có đều. Làm cho nó đều nè. Đều cái này nè. Đó, nhúng cho nó đều hết. Đó, nhìn nó giàu đẹp chưa. Xong cho nó chảy bớt đi. Chảy bớt đi. Sô-cô-la này nó nhanh mà. Sô-cô-la trắng này nó cái mình làm cái cây này đẹp quá. Đấy, bỏ ở đây vậy. Đây, bỏ chocolate. Chocolate hả? No. Làm màu trắng thì riêng màu trắng thôi. Băng bỏ ít ít thôi con. Vy chỉ ngồi ăn thôi hả? Dạ. Yeah. Làm hả? Vy thích ăn hả? Nhắm gì thôi. Đó, làm xong rồi gắn vô đây. Rồi, bây giờ mình sẽ nhúng thử một trái dâu cho các bạn xem nè. Đó. Wow, nhúng chừa một chút xíu dâu lại để cho biết trái dâu ha. Hấp dẫn chưa?
Rồi đó ha, vậy đó. Rồi trang trí vô, dính vô luôn. Wow, nó sẽ cứng đất vậy. Má sẽ trộn luôn vậy. Wow, trái dâu tây đầu tiên của mình nè. Rồi mẹ đi nhỏ nè. Đó, con gái thứ nhì của mình trang trí trái dâu tây nè các bạn. Rồi đẹp quá. Đây một thứ đó con, nhiều quá vậy. Rồi gắn qua. Hello. Ôi, mấy, video lên ngay chỗ mặt Vi đó. Wow, Vi làm đó hả? Đẹp quá. Kevin cũng làm đẹp quá vậy. Rồi Kevin làm cái khác đi. Kevin làm giống cây thông quá vậy hả? Vân vén tóc quá. Đó, kết quả mấy đứa nhỏ của nhà mình nè, làm từ nãy giờ được chừng này nè các bạn. Chừng này vô tay ha. Rồi tiếp tục con làm đi. Cái sô-cô-la trắng này nè các bạn, mình phải bỏ lên bếp nó mới tan ra, tại vì mình không có chanh thêm cái sô-cô-la siro đó, thì nó đặc như thế này. Wow, nó đặc quá, đặc queo luôn. Sô-cô-la trắng sao mà nó đặc dữ nha. Thôi làm vậy đi, trang trí lên nữa là ok. Nó đặc quá các bạn, thì cứ làm như vậy đi, cũng đẹp ha. Rồi gắn ngôi sao vô. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Giống như một núi sô-cô-la đó. Gắn vô đây. Đâu đâu mẹ coi coi. Wow, của Kevin đẹp quá. Kevin làm đó hả? Tay Kevin dính sô-cô-la nè. Mấy đứa nhỏ nhà mình lăn xăng. Làm đi làm, rồi chút xíu nữa mẹ với mấy đứa nhỏ ngồi ăn nha. Wow, Vân làm đẹp quá. Con để cao quá vậy, em để thấp xuống. Chocolate màu trắng nó đặc quá, thôi làm màu đen thôi được rồi, màu đen làm đẹp hơn nè. À, những cây sô-cô-la dâu mấy đứa nhỏ trang trí nè các bạn, nhìn cũng dễ thương nha. Đó, dâu cắm nghiêng cắm ngửa mình đẹp quá. Cái mình làm hay quá vậy. Cắm vô, cắm vô, tránh ra cho em cắm nè. Đó, để em cắm, để em cắm trước đã. Rồi giỏi quá, Kevin làm cái dâu gì mà nó đẹp. Mày đi nhỏ thích lắm các bạn, kệ cho làm đi. Chút xíu nữa mình ngồi mình ăn thử có ngon không nha. Vân làm xong cắm vô. Vân gắn trái dâu vô cho thẳng chứ. Vân gắn trái dâu không có thẳng gì hết trơn làm đâu có đẹp đâu. Đó, mấy đứa nhỏ nhà mình. Trái này con trai mình gắn nè các bạn, chỉ dâu tây với kẹo đường thôi. Ui chà, Kevin làm đẹp. Đó, mấy đứa nhỏ chút xíu là gắn xong hết trơn sô-cô-la. Đó, thành phẩm của mấy đứa nhỏ đó. Đó, kiểu trang trí dâu tây có 102 nè các bạn. Mấy đứa nhỏ nhà mình trang trí nè, tèm nem túc nhuốc hết trơn á, chút xíu nữa ăn chắc ngon lắm đây. Đâu Vi làm, Vi làm được cái đó rồi, Vi gắn vô đi. Thấy mấy nhỏ bỏ nhiều quá giống thành cái kẹo vậy. Đó, mấy đứa nhỏ làm cái lần lượt hết đứa này đến đứa kia, làm xong gắn hết vậy. Nhẹ nhẹ tay thôi vâng. Đợt này là cho mấy đứa nhỏ nhà mình đạo diễn hết ha, nấu cho mẹ ăn. Gái của mình đứng kế bên cũng trang trí sô-cô-la nè.
Đó, nhìn ngon ha. Đáng lẽ dâu tây á mình phải lau cho khô đi các bạn. Đó, quấn được một trái rồi nè các bạn. Nhìn ngon ha. Rồi bây giờ sẽ trang trí lên. Đây. Đồ trang trí đây. Gắn lên, gắn lên. Đó. Nhấn một cái là cho nhanh. Wow. Ngon chưa các bạn? Đó, lần đầu tiên thì cứ làm như vậy thôi, khi nào quen tay. Wow, nó chảy. Chocolate nó đang chảy đó các bạn. Cái đám nhỏ quá làm sao con gắn vô đó được. À, kết quả hoàn thành của mấy đứa nhỏ nè. Con trai của mình nè, cắm cái trái dâu gì đâu mà nó nghiêng ngược. Dán được con mềm. Con mềm bên tay mà không chút kẹo. Rồi, đã xong chưa? Xong rồi, đã xong rồi. À, Kevin qua đây ngồi với mẹ. Có ghé Kevin đâu. Qua đây ngồi với mẹ để mẹ ăn nè. Ngồi đây nè. Cái bạn không chịu ăn đeo tay chứ qua tí. Con ngồi xuống. Xin mời các bạn cùng ăn sô-cô-la nhúng dâu tay nha các bạn. Nhìn dễ thương chưa? Rồi bây giờ mình sẽ ăn nha. Ngon quá. Ngon lắm đó các bạn. Vì né né mà. Cảm ơn má Hà Văn xích qua đây tí cho thấy mặt nè. Cảm ơn. Để cao quá không thấy chưa mẹ. Để ra. Rồi. Văn Vi cái bình xếp vào đây, cái bình xếp vào đây. Má ăn một cái ngon vừa. Văn xếp vào đây con. Cái bình nó hả? Cái bình xếp vào đây mẹ. Mẹ đi nhỏ nhà mình đó các bạn. Thích trang trí thôi các bạn, chứ dâu tây như thế này thì chỉ thích xay ra ăn thôi, còn trang trí thì bây giờ mình ngồi mình ăn ha. Đó, mấy đứa con gái mình cũng thử một hai cây rồi. Rất là ngon. Đó, mấy bé nhà mình đã trang trí xong, chỉ có mình gái thứ nhì của mình còn ngồi đây ăn thôi, còn cô gái lớn nhà mình đó ăn có hai ba trái là đã thấy no rồi. Gì con? Cái gì? À, nhìn dễ thương chưa? Đó, nó làm tặng mẹ đó, mẹ ráng ăn cho hết nha. Làm chảy tùm lum hết tại vì mình quậy sô cô la chưa đạt các bạn. Đó, để bữa nào mình sẽ mua cái loại sô cô la khác. Ăn có một hai cái rồi để lại cho mẹ ăn đó. Ngon mẹ cũng ăn mà dở mẹ cũng phải ăn. Đó. Nhìn dễ thương ha. Ok. Lần đầu tiên mấy đứa nhỏ nhà mình làm cho mình ăn dâu tây đây các bạn. Làm cũng rất là xinh mà. Cái trái nào đây? Ăn trái này đi ha. Cái này đi. Cái này của con trai mình làm nè. Rất là ít sô cô la. Kẹo đường với là dâu thôi. Rồi mình sẽ ăn thử. Rất là ngon. Sô cô la chút xíu thôi, kẹo đường này ăn ngon lắm các bạn. Mình mua ở tất cả các chợ Mỹ đó, chợ nào cũng có bán hết. Wow. Dâu tây mình mua dâu tây tự nhiên đó các bạn, rất là ngọt. Cũng không ngọt hẳn, vừa ngọt vừa chua, nhưng mà cái vị nó ăn nó ngon. Người ta bón những cái loại phân bình thường đó, phân tự nhiên, không có dùng phân hóa học.
Tìm một trái nào nữa ăn ha. Trái nào đẹp đẹp tí. Wow, trái này. Mấy đứa nhỏ nhà mình gắn thêm con kẹo gummy bear nữa nè. Dễ thương chưa? Xin mời các bạn. Đó, không biết đứa con nào của mình làm đây không biết. Ăn thử ha. Ăn gummy bear nè. Wow, dẻo ngon. Lâu rồi mới được ăn lại cái kẹo gummy bear của mấy đứa. Thì ra dâu tây nhúng với sô-cô-la ăn tuyệt vời các bạn. Thơm, ngon. Cái này mình làm chưa đạt á. Mình làm đạt là nó đông lại nó đẹp lắm. Để ít bữa nữa nghiên cứu làm sao làm cho bớt sô-cô-la bớt chảy đi ha. Mới làm lần đầu tiên chưa có quen. Mấy đứa nhỏ cũng xuyên trang trí quá chừng. Rất là ngon. Wow, cái này đẹp chưa? Đều hết trơn ha. Đó. Sang năm mình trồng dâu cho nhiều nhiều xong rồi ra vườn hái, xong đứng trang trí quét sô cô la lên rồi trang trí những cái kẹo đường này lên. Nhìn chắc ngon lắm ha. Dâu mà ngoài vườn hái xong tươi rói, xong mình làm chắc ăn hấp dẫn lắm. Dâu này thì đã thấy ngon lắm rồi. Kẹo đường nó giòn, nhai nó quyện với sô-cô-la. Kẹo đường này người ta cũng bỏ hương vị trái cây đó, nó thơm. Nhai với sô-cô-la, với dâu rất là hợp. Nãy giờ không biết mình ăn mấy trái rồi nữa. Cái kẹo mà có cái con gummy bear lên này ăn nó dễ dẻo ngon lắm các bạn. Thích rồi đây nè, lấy ăn tiếp. Đó, mình cũng giống mít hết sức luôn. Thích kẹo dẻo các bạn. Kẹo này lúc xưa còn nhỏ mình rất là thích. Người nhà có người thân ở bên nước ngoài đem về cứ ăn kẹo này thôi. Không có thích kẹo sô-cô-la mà có cái hộp đậu phộng ở trong á. Không có thích lắm mà cái thích cái kẹo dẻo này nè. Hồi nhỏ mê kẹo dẻo này lắm. Bây giờ tới lớn rồi vẫn còn mê. Ăn rất là ngon. Wow. Ngon các bạn. Thôi không nói ngon nữa, im lặng ăn. Ăn trái dâu không thử xem sao ha. Không có nhúng đường. Mới cắn vô thì hơi chua tại vì mình đang ăn những sô-cô-la với kẹo đường nó ngọt á. Ăn chút xíu là nó quen. Ngày hôm qua thì mình ra ngoài lạnh đó các bạn, hái một ít dâu với ít việt quất vô bệnh luôn rồi các bạn. Nói cái giọng nó khan luôn đó. Từ sáng giờ khan tiếng nó không nổi. Bây giờ nhờ ăn mấy trái dâu tây vô mới thông giọng đó các bạn. Như mình ăn dâu tây có vitamin đó. Vitamin nhiều thì mình ăn vô nó hình như nó bớt cái cổ mình, nó bớt rát hay sao. Đang khan cổ khó quá chừng luôn. Dâu tây cũng hay ha. Chắc có nhiều vitamin đó, nó giúp cho cái cổ của mình nó thông hay sao, nó than, nó tan đàm hay sao. Đó, thì sẽ chọn một trái nào đó. Trái này đi ha. Trái này dễ thương quá. Mấy đứa con gái mình mê trang trí kẹo bánh lên trái dâu này lắm.
Nói kết thúc rồi mà cứ vẫn còn ráng, nói con còn một trái nữa. Đứa con trai của mình cũng tham gia mà lười biếng nhúng sô-cô-la, các bạn nhúng có chút xíu thôi rồi làm cái trái nè. Đó, sáng kiến hay chứ bộ, làm như vậy thấy rõ trái dâu tây ha. Không cần có một lớp đen đâu. Cứ lấy trái dâu tây vô trong cái kẹo đường thiệt mạnh đó là nó dính. Rồi, giờ tiếp tục ăn trái này ha. Kẹo đường thiệt là ngon. Nhai tan kẹo đường rồi mới đụng tới dâu tây các bạn. Ngon. Đó, hôm nay mình rất là hạnh phúc được mấy đứa nhỏ nhà mình lần đầu tiên làm cho mẹ Nguyễn một khay sô-cô-la với dâu này các bạn. Đó, dâu nhúng sô-cô-la trang trí những cái kẹo thiệt. Vui. Mấy đứa nhỏ vui quá. Mấy đứa nhỏ làm như vậy là vui rồi đó các bạn. Rồi, ăn tiếp trái này. Ăn được mấy trái không biết, trái nào cũng thấy ngon hết. Ăn vô hết khang giọng luôn. Rất là ngon. Ngon thì nó ngon. Ngon. Nhìn đứa con của mình nè, nó lấy kẹo gummy bear đó gắn vô hết nguyên sau vậy rồi nhúng sô cô la ăn thử thử xem sao nha. Hấp dẫn các bạn, ngon lắm. Thử nha, gummy bear nhúng sô cô la tuyệt vời. Ăn hai cây thôi. Cánh đây. Cái này chắc bỏ tủ lạnh ăn mấy ngày chưa hết đó các bạn. Ăn bớt chua miệng chưa? Mình sẽ ăn thêm hai trái dâu nữa là xong nha các bạn. Kiểu đường nhiều quá, ăn ngọt nhiều quá thì cũng ớn. Thôi mình ăn trái không đi ha. Những trái dâu tội nghiệp của mình ở ngoài vườn bây giờ sắp ngủ đông rồi các bạn. Phải mua dâu ngoài chợ về ăn nè. Rồi, hôm nay mình đã thử dâu tới đây nha. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.